Em chào các bác. Hôm nay em giới thiệu đến các bác là cái cây đai châu bò sữa. Đây thì mọi người thấy đây là hai cây màu bò sữa gọi là phổ thông ấy. Thì hôm nay em giới thiệu đến các bác để các bác nhận biết được cái cây bò sữa này qua thân lá cũng như là cái màu sắc của nó một chút. Cái cây bò sữa này thì nó khá là giống với cây đỏ đốm. Mọi người cũng hay gọi là đỏ đốm cũng được. Nhưng mà đây thì cái màu bò sữa thì nó loang chứ nó không chấm như cây đỏ đốm. Thì cây đỏ đốm anh chị cũng xem thêm trên kênh Thiên Đàng Ngàn Hoa mọi người sẽ biết ngay về cái cây đai châu đỏ đốm hay bò sữa. Thì em muốn nói sơ qua một chút về cái cây bò sữa để mọi người hiểu về cái màu bò sữa, có nghĩa là màu nó loang anh chị ạ. Nó cũng có chấm đây nhưng mà chấm nó khá mịn, trắng tím chấm khá mịn chứ nó không kiểu đốm li ti như thằng đỏ đốm. Bò sữa này là nó có những cái loang nhất định. Đấy, hay những cái bông này, hay cái bông này. Mọi người nhìn thấy đây là gần như là màu nó không đều nhau đúng không ạ? Như cái bông bên này ấy, nó cũng là bò sữa nhưng mà cái độ tím của nó thì lại khác đúng không? Cái này thì cái cánh ba cánh đài ngoài, hai cánh đài trong thì nó tím đỏ hết, còn ba cánh đài ngoài thì viền nó trắng. Đấy. Còn như cái bông bên này thì nó lại khác này. Bông bên này thì nó lại ba cánh ngoài này thì nó không được viền trắng mà ba cánh ngoài thì nó lại là chấm chấm. Đấy. Thì gọi chung là cái màu bò sữa là nó loang thôi. Còn cái cây trắng tím à cái cây đỏ đốm nó chấm 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 dạng như kiểu cây trắng tím ấy, màu nó không loang loang kiểu này. Thì cái màu này em thấy là nó rất là đẹp, nó rất là hay. Nhưng mà có cái là khi mà cái cây bò sữa thường em thấy như này này. Có những năm nay thì ví dụ như cái cây đang trước mặt đây, em đang quay đây thì là năm nay là nó trắng trắng với đỏ là nó gần như là đỏ ít hơn đúng không ạ? Cái môi hoa nó đỏ thì không tính làm gì. Nhưng mà năm cái cánh thì là cái màu đỏ của nó ít hơn màu trắng. Nhưng cũng có thể là sang năm thì màu nó đậm hơn. Nó lại lên như cái cây bên này. Thì cây bên này thì lại màu đỏ khả năng là nó lại nhiều hơn là màu trắng đúng không? Màu đỏ nó vệt nó nhiều hơn. Ba cánh á thì màu đỏ nó nhiều hơn là cây bên cạnh. Thì cái sự thay đổi này của nó là cũng có anh chị nhá, chứ không phải là năm nào nó cũng cố định như này, năm nào nó cũng đỏ nhiều như này đâu. Có những năm thì nó đỏ ít hơn, có năm là đỏ nhiều hơn. Thì cái màu đỏ với màu trắng của nó thì cũng hơi khó phân định để là chắc chắn là nó đồng đều nhau. Nó thay đổi. Em thấy là nó cũng có sự thay đổi riêng. Chứ nó không phải như là nó không phải cố định như kiểu là anh chị chăm những cái cây mà phi điệp ấy, anh chị chăm những cây phi điệp tím ấy, anh chị thấy là nó là có năm thì tím đậm, có năm thì tím nhạt hơn. Đấy, hoặc là có cái sự thay đổi như kiểu là có cái năm thì ám, có năm thì không ám của những cái cây mắt blue á. Thì nó cái cây đai châu nó cũng có những cái thay đổi nhỏ như vậy. Thì đấy là về cái màu sắc. Về cái màu sắc của cái đỏ đốm, à cái cây bò sữa này. Gọi là đai châu bò sữa hay gọi là đỏ đốm cũng được, nó cũng đều xem nhau. Nhưng mà như cây này thì là gọi là bò sữa bởi vì nó loang. Còn đỏ đốm thì nó chấm 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 tím, dạng kiểu trắng tím. Thì em nói sơ qua một chút về cái thân lá của nó anh chị nhé. Thân lá của cái cây, anh chị nhìn hai cây này thì thấy nó đều gọi là xem nhau. Hai cây đều xem nhau, nó đều là thân của nó rất là chấm tím. Thân chấm tím không khác gì những cây đỏ đốm cả. Không khác gì nhau. Nhưng mà thường thì em thấy là cái thân của cây đỏ đốm thì nó thường hơi cứng hơn, cứng rắn hơn. Và cái cây bò sữa này thì nó thân nó kiểu mọng nước hơn, còn cái cây kia là cứng rắn, nó đanh cây hơn cây đỏ đốm ấy, nó đanh cây hơn cây bò sữa. Còn cái cây bò sữa này thì nó cũng là chấm tím nhiều như này nhưng mà nó thân nó dạng mọng nước hơn. Đấy là cảm nhận. Thì để mà tuyệt đối được của những cái cây đỏ đốm hay những cái cây bò sữa này thì cũng phải ra hoa, chờ nở hoa thì chắc chắn nhất. Chứ còn thì để mà nói nhìn thì đôi khi là nó vẫn sai lệch khi mà cây nó chưa nở hoa bao giờ. Còn khi nó đã nở hoa rồi ấy, nó là những cây già rồi, khi nở hoa rồi thì em biết là nó là cây gì thì em sẽ ghi vào. Còn thường những cây đỏ đốm hay cây trắng tím hay cây bò sữa này thì đều nó chấm như này. Đấy, có những cây đỏ là nó chỉ phẩy phẩy như này thôi nhưng nó cũng đỏ rồi. Có những cây bò sữa là nó đỏ gần hết luôn. Có nghĩa là cái tỷ lệ trắng của nó chỉ rơi vào khoảng tầm độ 10% ấy. Còn đâu là đỏ nhưng nó loang kiểu này này, nó ít trắng. Đấy, có những cây thì lại nó nhiều trắng, nó chỉ 1-2 chấm 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 đỏ thôi anh chị ạ, chứ không phải là cây nào nó cũng dạng như này anh chị ạ, không phải bò sữa cây nào cũng dạng này đâu. Có những cây là nó chỉ có tầm độ
10% là đỏ, còn lại là trắng hết. Nhưng có những cây là 10% là trắng, còn lại là đỏ hết. Thì đấy là cái cây bò sữa, anh chị nên lưu ý. Còn về cái chọn đai trâu để chơi thì anh chị cứ xem những cái bông này, hay là cái bông vừa rồi. Thì mọi người nhìn là 5 cái cánh này này, 5 cái cánh này nó khít, nó chồng nhau, nó tròn bông như này là rất là đẹp. Đấy, những cây tròn bông như này thì là mình chơi nó rất là đẹp, chứ nó không phải cánh nhỏ. Ba tiêu dạng như kiểu là những cái cây như cái cây đai châu Campuchia ấy là cánh rất là nhỏ, 5 cánh của nó rất nhỏ. Nó nhỏ thì nó mọi người hay gọi là cánh ba tiêu á. Thì đây thì mình chọn những cái cây mà bông tròn cánh to, bông tròn cánh tròn này thì để mình chơi thì rất là đẹp. Còn đương nhiên là màu sắc thì mỗi người thích một kiểu, có người thích nhiều trắng, người thích ít trắng. Thì bò sữa này, với những cái cây bò sữa hay là những cây đai châu thì anh chị cứ gần Tết anh chị sưu tầm thì anh chị được luôn những cái bông hoa mà mình thích để mình có thể chơi luôn. Một vài năm sau mình được luôn những cái cây mà mình thích thì cùng với cái mùa này thì mình sưu tầm được. Đai châu thì anh chị nên sưu tầm vào cái mùa nó đang được hoa để anh chị vừa được chơi Tết luôn mà vừa được gọi là nuôi những cái cây mà màu sắc mà mình yêu thích. Có những người thích màu nhiều trắng, có người thích nhiều đỏ. Thì đấy là anh chị tùy sở thích của mỗi người thì anh chị tham khảo thêm anh chị nhá. Còn trồng đây thì em chỉ trồng bằng cái giá thể là vỏ thông to thôi. Vỏ thông to và em cho ít phân dê hoặc phân chuồn quế thì xong là cứ tưới nước thôi anh chị ạ. Cái dòng đai châu này thì nó nở thì năm nay thường cái tỷ lệ nở trước Tết âm lịch khá cao, chơi Tết dương lịch là nhiều, như tầm này nó bắt đầu đang nở anh chị ạ. Thì anh chị có thể mua hoặc là liên hệ bên em để được tư vấn thêm anh chị nhé. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi. Em chào các bác, hẹn gặp lại các bác vào video lần sau. Em cảm ơn các bác, em chào các bác.